Xin thân ái kính chào quý vị khán giả. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh em cái cách để tải cái band tiếng trên cái đàn organ của mình SV800 nha, áp dụng cho đàn organ SV800 đang sử dụng sampler của PSM. Mình muốn chia sẻ anh em đó là thời buổi hiện nay anh em làm việc rất là dễ luôn, dù anh em mình ở xa như thế nào thì vẫn làm việc rất là tiện ha. Hiện nay thì đa số anh em đều sử dụng là Zalo với Facebook đúng không, hoặc là mail. Thì bây giờ mình nói mail thì nó trước giờ là truyền thống rồi, mình không nói ha. Còn Zalo với Facebook thì đa số là ngày nào anh em cũng vô hết trơn, thì chúng ta có thể kết bạn và chúng ta có thể trao đổi với nhau rất là dễ trên Zalo và Facebook. Bây giờ chẳng hạn như mình cái file tiếng đúng không, nói về file tiếng, cái bộ sampler PSM thì rất là hay rồi, nhưng mà khi họ đưa cho mình cái bộ tiếng đó là bộ tiếng gốc, và tùy theo cái gu, cái cảm âm của mỗi người mà anh em có thể chỉnh reverb hoặc là cái độ trầm độ bổng tùy theo ý anh em. Đó là ý của người sản xuất. Nhưng mà tại vì có nhiều anh em thì phản ánh về nè, họ thì không có chuyên nghiệp, họ không có tự tin để chỉnh tiếng, và họ ước ao là cái tiếng được chỉnh bởi những người chuyên nghiệp giống như là bên BSM á, thì nó sẽ hay hơn. Thì bên BSM đã lắng nghe và tạo ra cho anh em một vài cái band tiếng được chỉnh sẵn rất là hay ha. Thì bây giờ mình sẽ chia sẻ với anh em. Rồi giống như bên Zalo nào, thì mình có tải, mình có gửi cái file này cho những người khách hàng cài sampler của mình nè. Đó, một vài người ha. Thì mình ví dụ như cái em này đi, mình gửi band tiếng thì chỉ cần bấm mũi tên để tải về ha. Rồi anh em sẽ chọn nơi để em xuất ha. Mình sẽ xuất trên desktop nè. Save. Rồi nó ra màn hình desktop rồi nè. Đây anh em thấy không? Rồi nó khi ra rồi anh em bấm cho mình chuột phải nha, anh em bấm chữ là extract file nha, extract file để nó tạo ra thư mục ha. Rồi xuất nè. Rồi đây là file của mình ha, gồm những cái band tiếng mới đây, anh em thấy không? Đó. Rồi anh em sẽ cắm USB vào đàn, vào trong laptop của anh em ha. Rồi anh em sẽ copy cho mình cái phong vừa xong ha, bấm chuột phải nè, bấm chữ copy nè. Đó. Rồi anh em mở lên, mở cái USB của mình lên. Rồi anh em copy cái phong này vào trong USB nha. Rồi đây ha, vậy là trong cái USB của mình đã có band tiếng cộng với 20 reverb rồi ha. Rồi bây giờ mình sẽ tắt USB đi. Rồi anh em lấy USB anh em cắm vào đàn nha. Cắm vào đàn lúc đàn mở hay tắt gì cũng được nha anh em. Chỉ có khi mình update thì mình mới cần tắt đàn rồi ha. Rồi sau khi cắm USB vào đàn, anh em bấm cho mình chữ USB device nha. Rồi rồi anh em để ý nè, trên màn hình nó sẽ xuất hiện chỗ nè, band tiếng cộng 20 hồi nãy mình copy nè, thấy không? Anh em bấm vào. Rồi anh em bấm cho mình chữ menu nha. Menu. Chọn multi cell. Anh em chọn on tất cả luôn ha. Sau đó anh em save user để nó vào đàn ha. Đó giờ nó chạy xong là những cái bộ tiếng này nó sẽ được vào đàn mình ha. Đó nó đang chạy, anh em coi nha. Ok rồi nè. Rồi giờ mình vô đàn là mình xài thôi. Rồi bản tiếng của mình đây, user nè ha, mình mới xài user đúng không? Rồi đó anh em, mình tải vô rồi nè, thấy không? Mình thử nha, chưa mở tiếng. Đó, nó đã có reverb sẵn cho anh em luôn ha. Đó, rất là khỏe. Những anh em nào mà chưa tự tin về cách edit tiếng thì anh em có thể tải cái này về ha, khỏi cần mà không có công làm luôn. Đó. Dân ca ha. Rồi bây giờ mình thử cái band đen đi. Rồi anh em nghe thử ha. Đó, nó đã mướt tai hơn nhiều ha. Đó, khỏe lắm anh em. Đó, anh em thấy không? Rất là mướt.
anh em có thể dùng trực tiếp trên USB cũng được ha. Đó, anh em bấm chữ pen này rồi qua thẳng USB để xài cũng được. Đó, nó cũng có ha, anh em cài vô rồi nè, nó vẫn có xài được ha, rock nè. Đó anh em thích thì anh em lưu vào user ha, còn anh em muốn để trong USB cũng được, ok nha anh em, rất là hay. Anh em thấy cái nhu cầu mình cần cái gì, đóng góp cái gì chưa hoàn chỉnh theo ý anh em thì anh em cứ để lại bình luận nha, thì bên mình luôn luôn lắng nghe và sẽ tìm cách tốt nhất để đảm bảo cái quyền lợi của khách hàng, của những người đang sử dụng SV800. Ok anh em nào mà chưa có Samler thì liên hệ với mình nha, tại vì BSM đang khuyến mãi 50% rất là hấp dẫn luôn. Hết tháng 12 này sẽ là 2 triệu đúng giá, còn hiện tại trong tháng 12 là chỉ có 1 triệu thôi, giảm 50%. Ok anh em, đó là cách mà cập nhật ban tiếng cho đàn organ của mình SV800 Samler BSM. Tạm biệt anh em và hẹn gặp lại trong video lần sau. The chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no.